Chính ra ngày xưa là em gọi cho ba thằng lúc mà tuyển em ấy, em cũng có thằng bạn nó cũng trầm như thằng Mạnh như bây giờ ấy, bạn thằng Đạt ấy, thậm chí còn trầm hơn cơ, trầm theo kiểu trầm cảm luôn chứ không phải là thế nên là thằng Đạt là còn đỡ hơn ấy, chứ ngày xưa mà chuyển thằng kia thì chắc là chỉ chắc là anh em chửi luôn ấy. Chứ thằng kia ấy lắm, trầm lắm, trầm hơn thằng Mạnh. Vâng, toàn trong khu. Thằng ấy như kiểu như giáo sư ấy, học giỏi, bác học nhưng mà trầm. Trầm vừa đơ lại còn mẹ nó cứ lì á. Gọi là combo của sự cay cú luôn, đủ thể loại luôn. May là thanh niên ấy học bách khoa, thanh niên ấy không vào đây làm. Chứ thanh niên mà vào đây làm thì thằng ấy không đóng được nhẹ, có khi cũng chả đóng được bad Hiện tại thì em cũng chưa biết. Tuổi nào bây giờ mới lôi ra thì em cũng chả nhớ được tình tiết nhiều. Quen cái cách làm việc là xem video rồi. Cái xong đấy lại viết kịch bản hay chưa ạ?